Con đừng giống mẹ con. Mẹ con đã lường gạt biết nhiêu năm nay rồi, mà bây giờ con lại nói dối nữa. Không được. Ba này là vú nuôi con. Mẹ đó mẹ ruột, mẹ mới đứt ruột đẻ ra. Trời đất. Lúc mới mang bầu hai tụi mày là tao muốn chết rồi. Thấy tội không? Tao đẻ ra bà này có bắt ba nuôi. Còn bà lấy ba mày luôn. Mày cũng nội con tao bạo dữ nha. Thấy dữ chưa? Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ tới cái quán bánh tráng trộn của Diva Cát Thi nha các bạn. Ở bên đường nè, cái này là cơ sở mới, địa chỉ mới của Cát Thi á. Thường thì sáng là mình quấy sẽ có mặt tại đây, và tối là chiều thôi, khoảng 3 giờ là sẽ đi qua bên quận 7 nha. Giờ mình sẽ đi qua đường nha. Hả? Vậy luôn. Em lặn lội từ biên hòa xuống em chứ chị. Nó thích uống cái cacao rồi, kệ nó, chứ nó uống đi nha. Ừ, kệ nó. Ủng hộ cũng là người già không. Ở à, đây là chị ruột của Cát Thi nè các bạn. Cát Duyên Chiên chị rất là dễ thương. Mà ở đây có một loại bánh tráng nào mà đặc biệt đâu chị? Có. Có loại bánh tráng của Thi á, đặc biệt. Không. Có chè rong biển đồ nào đó em, rong biển cũng rất là ngon. Đây là cái menu của Cát Thi nè các bạn. Dạ, em muốn ăn bánh tráng trộn mà loại mà đặc biệt của chị á, chị Cát Thi á. Rồi, một hồi nữa có nè. Còn một cái không có ớt để cho mấy bé ăn nữa nha chị. Một cái sa tế ha, một cái có sa tế ha, rồi một ly cacao blueberry nha. Rồi tiên lượng gì đó. Soda blueberry. Rồi bà lên uống gì? Tiên uống gì? Tiên uống gì? Gà dắt thôi hai hớp môi xuống hâm mộ thì chị dắt hơi lắm. Nè bạn này, bạn nhỏ này cũng đi theo video đó nè. À, bạn nhỏ này nãy giờ rồi tha son đi theo để lên gặp bà chị Cát Thi. Bây giờ tha son cho con nha, quên nãy giờ quên. Đây. Đây, tha son cho con gặp cô Cát Thi nha. Nha, đưa môi đây cho Út ra nè. Rồi đưa môi lên, ngước lên. À đúng rồi. Rồi, ngước cao lên. Rồi hả miệng ra. À hả miệng ra nữa, hả miệng ra. À. Hả miệng ra rồi, đúng rồi. Rồi. Không, đẹp rồi đó. Nhìn cái môi lên. Quá nè. Ôi, hâm mộ quá, hâm mộ quá. Bạn kiếm nước gì uống. Ta làm mộ đó. Con uống nước ngọt. Một cái trà đào nữa. Trà đào. Ở trà đào bên kia hả? Thôi kêu đi. Trà đào nữa nha. Đá mè ha. Tiên uống gì con? Chanh dây, chanh dây. Thôi chị đừng kêu trà đào để em uống chanh dây cho. Một cái đá mè. Một cái đá mè, một cái chanh dây. Dạ, một cái đá mè, một cái chanh dây. Ngon dễ uống ha. Rồi Tiên uống rồi, kêu rồi phải không Tiên? Cái đó là gì giống vậy? Cacao blueberry luôn, vậy là hai ly con nhóc. Hai ly cacao blueberry gì đó. Rồi Tiên hả? Cái lồn què gì đó tiếng Anh không? Bán đừng uống, tiếng Anh không đừng uống. Uống bệnh chết á, tiếng Anh không à. Tiếng Anh không à đừng uống, nó mắc mắc lắm. À lấy là đây, bên đây có hai phần đúng không? Bên đây là cái phần mắt đúng không? Không, cũng vậy đó, giá đồng giá. Nói chung là tiếng Anh là nó bị mắc đúng không? Hiểu. Hiểu. Rồi kêu bánh tráng chưa? Rồi cái gì nữa? Sao vậy? Hai đứa sao vậy? Bây giờ có ba thổi nữa đó. Hồi nãy 32 giờ 30:30 đó. 37:50. Không bị chị Linh lắm á cưng. Thôi em đi mà. Trời ơi. Đây. Quyền ra nhịn vàng với mẹ con. Trời ơi, biết là em từ Biên Hòa về lên không? Trời ơi, em chờ chị từ hồi sớm tới giờ luôn á.
rồi đâu có nào rồi xong rồi một đâu. Một đứa đã lật lè lên xe luôn rồi. Sao giờ mình mẫu đi mấy chị đi không chị qua vậy? Đi ô tô đậu trong trên xe mà nó mà lật lè chó lên xe luôn rồi, nó chờ lâu quá. Mấy chị đi đâu? Nó mới có 15 tháng tuổi thôi mà nó son môi son á, lên gặp cô Cát Thi. Nó đâu? Mấy chị đâu lên vậy? Ở Biên Hòa. Ở Trung Ương á. Ờ, Trung Ương, ở gần Trung Ương á. Biết Trung Ương ai không? Biên Hòa có cái Trung Ương nổi tiếng mà không biết luôn hả? Không biết thiệt á. Bệnh viện Trung Ương đó. Gần chợ quán đó, giống giống chợ quán đó. Chị ơi Quyền, anh nói gì con kìa. Anh nói á, ở chỗ anh á có cái nhà biệt thự lớn lắm. Ở chỗ đó đâu vậy anh? Trung Ương hai. Trung Ương hai, ở chỗ quán á con. Quỷ sứ thì sợ. Nãy gì chụp hoài luôn á, sao lâu vậy? Đang chia đất ở trong phòng phải không? Dạ. Đang chia đất phải không? Đang hợp gia đình chia đất đúng không? Mà chia đất gì? Mà chia tiền tỷ chia. Nè nè, bây giờ là chuẩn bị đi qua cơ sở chính đúng không? Nè, lồng lộn vậy đúng không? Không, không, không. Em qua là em thì chị ơi, mặc đồ cho anh nuôi dẻ vậy đó. Ủa? Qua bển gì coi thấy gọi em cụ thể hơn đây nè. Ở đây là thấy lồng lộn rồi đó. Lồng lộn khoái đâu khoái. Chào chú đi con. Chào chú nè. Trời ơi, con hả? Trời ơi, nó bự lắm rồi đó. Đi ổn rồi. 16 tuổi, đúng rồi. 16 tuổi em năm nay 30, 14 tuổi mà em chịu quặm, làm quặm có con rồi. Sao sao, em sinh năm... À, mình nhìn em già chúa không? Nhỏ chị... sao không? Mình lao động nhỏ lớn, dù tứ mình bự con, nó mau già. Chị sinh năm 88. Nè, con chị nè, con trai lớn nè. Con? Đó, con trai nhỏ đó. Còn chồng chị đâu? Chồng chị đâu? Mẹ ruột con nè. Mẹ ruột con nè. Đây là mẹ ruột nha, bà này vú nuôi. Thấy không? Ông đó ông ngã cũng là chồng ruột của mẹ. Con này là bà ngoại mấy đứa nhỏ nè. Bà ngoại mấy đứa nhỏ. Con chị bớt đi chị ơi. Trời chị nói thiệt. Chị nói thiệt. Tin. Nè nè. Con nít là không có nói giáo đúng không? Ngồi chỗ đó được không? Ngồi chỗ đó không được, ngồi trên đầu chị nè. Đó. Chỗ nào nằm không? Sáng nằm mẹ. Chào chú đi con. Trời chào chú đi luôn. Trời ơi, trời ta giả bộ cái bà ấy bà. Con kêu chào chú thiệt luôn. Chào cô. Nè, con nít là sẽ không nói giáo không? Đây là gì tin? Hả? Hả? Trời đất ơi. Con đừng giống mẹ con. Mẹ con đã lường gạt con biết nhiêu năm nay rồi. Mà bây giờ con lại nói dối nữa. Không được. Ba này là vú nuôi con. Mẹ đó mẹ ruột, mẹ mới đứt ruột đẻ ra. Trời đất. Lúc mới mang bầu hai tụi mày là tao muốn chết rồi. Thấy tội không? Tao đẻ ra bà này có bắt ba nuôi. Còn bà lấy ba mày luôn. Mày cũng nội con tao bạo dữ nha. Thiệt á. Thấy dữ chưa? Ở ngoài đẹp hơn ở trong nhà. Ủa, trong ngoài, ở ngoài xuất sắc luôn. Ừ, ngoài đẹp. Có gầu không? Không, trời ơi. Có đâu mép, có đâu quay. Đây nè con. Nãy giờ làm gì trong chổng mà bà chị bà ra bà quảng cáo, bà nói làm gì? Bà đang rửa chuối. Không, rửa con chim có trái chuối hả? Trời ơi, trời má ơi, má ơi. Chuối. Rửa con chim hình trái chuối, đúng rồi, bà nói vậy á. Bà nội miệng quá trời quá đất rồi cũng nghĩ đâu ai mới là con mẹ. Đây nè con này nè con. Hồi xưa á con không nghĩ con hay thì mẹ con nói không kẹ bắt á kẹ 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 hả kẹ đẹp dữ vậy bởi vậy muốn cho bắt luôn đúng không? Ủa sao bà nói sự giờ bà lộn chưa mấy cái chứng cúc chưa xong túc em cho gáp một phần cho gáp ve yeah. Mà có vụ gì mà ve bà nội có vụ gì nó kêu ve là ve vậy hả con bé về bị dụ quá ha hồi xưa tôi cũng bị dụ nó có hồn sớm nè chụp chơi chụp cho bả chụp đó nè chụp không ê chị chị trộn mấy trộn giờ sao không chị bỏ trứng gà trứng cút cho hết đi chị vậy hả chị chế nước tắt rồi chị đâu biết đâu này nè phải không đây này nước tắt không bây giờ một bịch nó có mấy cái ớt sa tế vậy không có một cái mà nó bỏ lộn vô hai cái á trời con này làm như cho chị ăn xé họng hay gì á không không có cay nô sa tế này không có cay vậy chị bỏ vô đây đúng không khi nào chị chà vô bù lạnh nó mới cay
Không có miếng tắc nào á. Không có má, nó tắc là má. Ở vậy hả? Rồi cho nó chụp tấm đi. Các cái bịch kia mày không bỏ cho. Bịch này mình bỏ đầy đủ đi. Cho cô Thi làm cho. Có xé không em? Không, không để đó đi. Lên giấy luôn. Trời, biết nãy giờ kêu cho cây vàng sớm chút là ra rồi, thiệt luôn à. Trời, nãy giờ 1 tiếng hả? Sao bánh này là bánh bung luôn. Cái bánh mà nó bánh dụng á, cái mình trộn nó không có bị bung ra như vậy. Bánh mà nó bánh nguyên á, bánh nguyên trộn nó bung ra ghê đó. Hai đường người đẹp dụng chén, tự tay dụng chén nha. Hay là vinh hạnh lắm á. Qua cơ sở chính là chờ, trên cơ sở chính là chờ mệt mỏi luôn á. Chờ mệt mỏi luôn á. Qua bển này mệt trời chứ. Nó cơ sở cho nó vui chứ, nó như chú ôn chú ngục vậy má ơi. Bà ơi, người ta đang BA thương hiệu mà kêu bà chú ôn chú ngục gì. Cơ sở. Rồi chị bỏ cho em, chị bỏ lại vô chị. Bỏ này hả? Mặc bộ đồ liếc nổi lên khí phách liền ha. Hổ báo. Em bán bánh tráng này lâu chưa em? Em bán này được 5-6 tháng đó. Cơ sở này. Không, ở đây là mới chi nhánh được cái chương chưa được còn lễ na hay là còn hơn tuần rồi. Hơn tuần. Tại chị định đi mà chị sao thấy có ở đây gần hơn chứ qua quận 7 sao mà bây giờ 3 giờ. Quận 7 nó cũng gần à, nó gần đây à. Mà bây giờ 15 phút mà. Mà quan trọng là 3 giờ mới bán đúng không? 3 giờ bên đó là chùa bên đó là chắc chắn phải 3 giờ mới bán. Tại vì á, có nhiều người ta muốn qua sớm ta ngồi ăn, người ta không cần đợi cũng chán. Rồi một phần, có phần thứ hai người ta qua bển ta để gặp các thi á. Có thích người ta gặp các thi chơi. Rồi chị bỏ xuống một vài vô đi. Có người xé không em? Đi chị bỏ vô đi. Mà 3 giờ. Ủa chị thích ăn giỏ hoặc gà luôn hả? Bị dính, bị dính. Mình bỏ gà, ừ. Nhiều cái em nói chuyện á, mặt em bình tĩnh á, người ta cũng hiểu lầm, tưởng em nói thiệt. Nè, giống con này nè, nó y vậy á, y nó vậy luôn, y vậy luôn. Nói chuyện hài lắm nè. Cái chuyện phải hai bà mới gặp là giả bộ gì vậy á, xạo xạo vậy phải không? Nói chuyện gặp bình tĩnh á, nhưng mà ta đang hài đó mà. Đúng rồi. Không biết đứa đó có xíu à. Sao? Bị gì? Em nữa, em đóng bộ phim gì em? Ủa sao bọn tắt ta luôn? Sao tắt người ta luôn rồi? Đứng bên ghế. Ừ. Nè nè nè, bà đứng bà chu cái đít, bà đừng có địch nó má. Làm gì người ta coi. Mà nội kia bữa nó vô. Thôi nó dậy rồi nó phải. Thôi chắc không phải được rồi. Vậy nè, hôm bữa má kia mới đứng, nó xếp hàng mới đợi các thi á. Mà các thi nói gì á, mắc cười xong mới địch tẹt. Tôi nói ủa mà địch luôn hả bà nội? Không biết mắc cười. Rồi ủa mà địch tẹt. Không biết nghe mắc cười. Tôi nói ủa vụ gì vậy trời? Làm thiệt luôn hả? Thiệt, em muốn nói láo. Thiệt á. Đây bánh tráng của chị cắt thi trộn luôn nè các bạn. Trời ơi. Ăn thử nha các bạn. Quyền ơi, ra phụ thu 50 của con. Chưa, ăn móc ở dưới ăn trước đi. Ở trên nó còn bị khô á. Gì mà móc? Hả? Ừ, tặng nó cưng. Dĩa 50. Ừ, mình phải dành cho trứng này ra, nó bể rồi nè bạn. Khùng quá à, lấy đại có nhiêu tiền đó má ơi. Ngon lắm. Bà lại đây bà thương BD, bà giúp cho BD, 11 BD nó chết nó đổ cho bà.
bà ngoan cố gì nữa, nó về nó quậy bà đó nghe. Con chữ liền quá đi trời, càng nói nó càng làm. Quyền ơi, trời ơi, mày ra mày cầm nái cái mã tấu của tao coi. Kiếm mày với cái kiếm của tao mẹ. Gì con? Mấy người mà mang cái mã tấu. Trời ơi, con này nó quậy hoài nè. Nó đang cái tấu hiểm đi. Tạm luôn cho luôn á, mang đi má. Ô mẹ chết con. Hùng quá à. Chết con. Con dương á thì tính tiền. Nè thử đi. Còn bánh lăng là miễn phí. Ngon lắm em, bánh thiệt. Bánh lăng là của bà. Ngon, xuất sắc rồi đó. Chị cũng bán bánh tráng trộn mà chị không có bán loại mà có nhiều gia vị như vậy. Chỉ là bánh bánh tráng muối thôi, với lại hành. Cũng có bán. Muối với tôm, muối với lại hành phi. Cái này là cái công thức á. Cái này toàn bộ là công thức của nhà làm. Không có nào của công ty, cái nào cũng của xí nghiệp hết trơn á. Đây, thương hiệu Gác Hy đây. Ừ, cái này là của em tự làm luôn. Rồi, phụ thu vịt này nha. Lát cho nhau cho nhau tiền trộn với Nguyễn ơi. Cái gì ạ? Đúng rồi. Chị ruột của Gác Hy hả? Bỏ thứ năm. Có thì đến 7. Quê em ở đâu? Quê em ở đâu? Hả? Trời ơi, cánh 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 trơn hả? Lì dê là chảnh nữa. Đó mới là cái chiến trộn của mình đó. Ở đâu? Cái chán ăn mà gì đâu bụng nước chai rồi. Trời ơi, cháu là cháu rồi. Nó có tắc. Nó hòa quyện với lại bánh tráng, nó trộn đều với bạn. Có sa tế, rồi thọc gà, cuốn cút, dầm ra đó. Cái mình trộn lên, nó thấm á. Có xoài nữa, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon. Mặn mặn nữa. Qua học này con học chuyên sâu làm gái. Thử đi. Đang xem đấy. Nhưng mà quịch này á, 30 ngàn mình sẽ đóng cái mắt của bạn, tại rất là nhiều luôn á, chén quá trời luôn mà, quịch này to lắm luôn á. Nãy giờ lúc mà mình vô là xếp hàng chờ bánh tráng về, coi như là cũng 5-7 bàn luôn á. Trời, hôm nay hơn qua đây á, gặp Gác Hy á mà vắng vẻ, chứ mà qua bên cái quận 7 là trời mệt mỏi luôn. Thương hiệu nè, kêu là Gác Hy kêu là không có mà gọi là công ty gì hết á, thương hiệu của bả luôn á, bả tự làm, bả tự làm luôn á. Chắc bây giờ đi về. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video của mình tại đây nha. Thì nếu như các bạn có rảnh thì hãy ghé Gác Hy ăn và ủng hộ em đó nha. Em rất là dễ thương mà vui tính nữa. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào cái video sau nha. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt.